Thưa quý vị, doanh số bán hàng trong ngày Cyber Monday gia tăng 30%. Doanh số bán hàng trực tuyến trong ngày Cyber Monday đã tăng 30.3% so với một năm trước, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này lên đến từ IBM Benchmark, theo dõi hơn 1 triệu giao dịch thương mại điện tử một ngày. Từ 500 nhà bán lẻ trên toàn quốc, người mua hàng đi vào thị trường trên mạng Internet nhiều nhất là vào khoảng 11 giờ 25 phút sáng, giờ miền Đông, và hơn 18% trong số họ đã sử dụng một thiết bị di động. Hầu hết là một iPad. Khi trả tiền, giỏ mua hàng điện tử được chất đầy với hàng gia dụng, quần áo và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Trong mục tiêu tìm kiếm giá rẻ, người mua sắm không tự giới hạn mình trong không gian Cyber Monday, mà so sánh mức giá online và offline. Nhưng họ đã không bị cám dỗ bởi các quảng cáo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn và YouTube. Các quảng cáo từ các trang mạng này tạo ra ít hơn 0.5% của tổng doanh số bán hàng trực tuyến vào ngày Cyber Monday, một suy giảm so với năm trước.